Xin kính chào các quý vị đồng nghiệp. Thì trong khuôn khổ chuỗi các hội thảo trực tuyến của Hội hô hấp Việt Nam về quản lý toàn diện bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, thì trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến một cái vấn đề rất là phức tạp trên lâm sàng, đấy là về đợt cấp, tức là cái cơn hen phế quản cấp, và đặc biệt nữa là cái thể hen khó trị. Và thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi xin thông qua cái chương trình buổi hội thảo ngày hôm nay. Buổi thảo ngày hôm nay thì sẽ bao gồm hai báo cáo. Một báo cáo đầu tiên đấy là với chủ đề xử lý cơn hen cấp, vai trò của thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn phối hợp SABA và SAMA. Người trình bày thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Và nội dung thứ hai, chủ đề thứ hai là thách thức trong quản lý hen khó trị. Người trình bày là tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, bác sĩ của Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Và ban tổ chức cũng hy vọng rằng là với hai báo cáo của hai chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán điều trị bệnh lý hen phế quản thì cũng sẽ cung cấp cho các quý vị đồng nghiệp những cái kiến thức cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm trên lâm sàng về chẩn đoán và điều trị đối với cả hen phế quản cấp. Và đặc biệt nữa là cái quản lý hen khó trị là một cái thể mà các bác sĩ chúng ta cũng gặp trên lâm sàng. Và ban tổ chức rất mong rằng là sau hai cái bài báo cáo của bác sĩ Huyền, bác sĩ Quyên thì cũng rất mong là có cái sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu.